Đây là con đồng hồ đính đá, nó có hai màu, màu vàng và màu trắng. Thời gian sắp tới, chắc chắn với anh em một điều, nó sẽ rất là hot. Bởi vì sao? Quá rẻ, quá ngon, đến từ nhà Hanboro. Và bây giờ mình cùng anh em xem chi tiết về chiếc đồng hồ này nha. Ok, let's go. Hai cái màu này đẹp quá mà anh em không biết chọn cái màu nào á, thì để mình tư vấn nha. Đối với những anh em mà cao to đen hôi á, thì chọn cái màu trắng cho mình, alone, thơm nha. Màu trắng tương phản với bắt nào, tối màu này nó sẽ làm nổi bật cái cánh tay của mình ra nha. Đối với những anh em da sáng màu á, thì chọn màu nào cũng được. Chiếc đồng hồ này thì nó sẽ phù hợp với những anh em mà mang đi tiệc, đi bar, đi búp, đi nhảy, đi lắc. Đó, rất là sáng và rất là sang. Nói về độ sang của con đồng hồ này thì cũng không có đối thủ luôn. Như video của anh em đã thấy cái độ nét của con đồng hồ này rồi đúng không? Bảo hành 5 năm, chính hãng, không có đối thủ tại Việt Nam. Tự tin nói với anh em đây là mẫu đẹp nhất trong dòng đính đá của Hanboro. Như mình nói, nó lên tay rất là sáng và sang, đúng không anh em? Đây, thật sự là không có gì để chê. Chốt lắm.